Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay ở bên mình trời rất là lạnh. Ở bên ngoài trời thì nắng nhưng mà gió rất là lạnh như là mùa đông. Mình đang đứng ở trong nhà và nhìn qua cửa sổ ra ngoài vườn thì mình nhìn thấy những chú chim bay đến đây và đua nhau ăn mồi, cho nên mình quay một chút cho mọi người xem ha. Ở ngoài vườn thì trên một cái cành cây mình có treo một cái lồng và cái lồng này để thức ăn cho chim. Mình mua hạt hướng dương mà người ta đã tách vỏ ra rồi ở trong siêu thị. Mình đổ vào đây thì những chú chim cứ kéo nhau đến đây ăn. Ở đây có rất là nhiều loại chim, chim nhỏ, chim to. Rồi mình đặt điện thoại mình quay lén ha. Chứ còn nếu như mình đi ra ngoài thì chim nó sẽ bay mất hết. Ở Đức thì chim sống ngoài thiên nhiên rất là nhiều. Hầu như mình không thấy ai nuôi chim, mà chim tự sống trên cây rồi làm tổ ở nóc nhà. Mùa xuân chim bay về đây rất là nhiều. Mùa xuân khi mà trời nắng ấm lên khoảng chừng 10 độ đó là chim kéo về rất là đông. Mùa đông thì chim lại bay đi hết, bởi vì mùa đông có khi tới âm 25 độ nên chim sẽ chịu lạnh không nổi. Thỉnh thoảng khi mà mình nhìn ra cửa sổ thì có cái chú chim mà có cái đầu màu đỏ, có cái mào màu đỏ đó, mình không biết tên là chim gì nhưng mà rất là xinh xắn luôn. Nhưng mà chú chim đó thì cũng rất là nhát, mình chỉ cần giơ điện thoại lên một cái là bay mất rồi. Ở đây mình đang đứng ở phía trong và mình quay qua cửa kính và mình cũng phải nấp nha, chứ còn nếu như mà mình xuất hiện ngay cái cửa là chim nó bay mất ngay. Chim nhiều cho nên lúc nào mình ở trong nhà mình cũng nghe tiếng chim hót líu lo. Hót rất là lớn luôn, nhất là vào buổi sáng sớm á, chim hót rất là lớn. Khi mà mình ngủ dậy cũng vậy, mình cũng nghe tiếng chim hót bên ngoài, bởi vì chim tụ tập về cái vườn này rất là đông và nó làm tổ cả ở trên cái máng xối của nhà đó, cho nên nó hót rất là lớn. Mấy chú chim kia chắc là no nê rồi, cho nên bây giờ còn lại một mình chú chim kia ngồi thư thả ăn từng hạt hướng dương. Chim thì rất là mê hạt hướng dương. Khi mà mùa hè người ta trồng hướng dương nè, rồi người ta để cho nó già, nó có hạt đấy, thì chim kéo đến rất là đông luôn. Kéo đến từng bầy và ăn hạt hướng dương. Có những lúc mình đứng ở cửa sổ, mình chỉ để nhìn mấy chú chim thư thả ở ngoài ăn uống, và có khi là mấy chú chim cắn nhau ì xèo, đấu đá nhau vì giành đồ ăn với nhau. Thường là những con bự thì ăn trước, rồi những con nhỏ nhỏ đó chờ khi mà những con bự đi rồi đó mới dám đến ăn, chứ không thôi thì sẽ bị mổ. Còn một mình chú chim kia có đuôi vàng, có đầu sọc trắng, sọc đen, mình không biết là chim gì. Bây giờ thì em ấy ngồi thư thả một mình ăn, không sợ ai hết. Thỉnh thoảng thì mình cũng có cái để cái hồ nước á, rồi chim ăn xong rồi xuống tắm, nhìn rất là vui. Con này bay đi thì lại có con kia bay đến, cứ suốt ngày như vậy đó. Mình cho hạt hướng dương vào đây thì chắc là khoảng một tuần á, mình cho nửa cái lồng này thì chim cứ ăn từ từ, khoảng một tuần thì hết cái lồng. Khi nào hết thì mình lại đổ hạt hướng dương vào đây. Bình thường thì mùa đông mình bỏ vào nhiều hơn, tại vì mùa đông thì cũng có còn sót lại một vài chú chim á. Mùa hè thì chim kiếm ăn rất là dễ, nhưng mà mùa đông thì mọi thứ đóng băng cho nên chim kiếm đồ để ăn cũng rất là khó. Vì vậy mà người Đức người ta cũng cho chim ăn vào mùa đông nhiều hơn, còn mùa hè thì cũng không cần thiết. Bây giờ xin mời cả nhà tiếp tục xem video xem là mấy chú chim này sẽ làm gì, sẽ có còn cắn nhau hay không, và chú chim nào đến, chú chim nào sẽ bay đi. Xin cảm ơn mọi người đã xem video, và nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Chúc mọi người lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc.